vi tuổi Canh Ngọ năm 2024, nữ mạng 1990, xem chi tiết chính xác về đường công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Tổng quan tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2024, nữ mạng sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là thất lý chi mã, tức ngựa trong nhà. Mệnh thổ lộ bàn thổ, nghĩa là đất ven đường. Mệnh thổ gặp năm 2024 mệnh phúc đăng hỏa, hỏa sinh thổ, tốt địa chi, ngọ gặp thìn, bình thường thiên can, canh gặp giáp, canh hình giáp, không tốt sao chiếu mệnh, sao thái bạch, hung tinh hao tốn nhiều tiền của, ống đau, công việc làm ăn lận đận vận hạn, hạn thiên la, tiểu hạn tâm lý sẽ bất an. Quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, vận niên, thổ lộng nguyệt thái tuế năm 2024, không phạm hạn thái tuế tam tai năm 2024, không phạm hạn tam tai tuổi kim lâu năm 2024, phạm hạn kim lâu lục xuất. Trong năm này bản mệnh không nên tiến hành xây nhà, sửa nhà hạn hoang ốc năm 2024, không phạm hạn hoang ốc. 2. Sao hạn tuổi Canh Ngọ năm 2023, nữ mạng trong hệ thống cửu diệu, chính ngôi sao chiếu hàng năm, sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh mạnh nhất tác động tới phương diện tiền bạc, tài chính. Vậy khẳng định Thái Bạch là sao xấu? Gặp sao Thái Bạch gây hạn gì? Năm có sao này chiếu thì dễ hao tốn nhiều tiền của. Ống đau, công việc làm ăn lận đận, vướng rắc rối pháp luật, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Theo tử vi phương Đông, Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối. Thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần chú trọng việc cúng giải hạn sao Thái Bạch. Đọc thêm, sao Thái Bạch là gì? Sao Thái Bạch chiếu mệnh có đáng lo như bạn nghĩ? 3. Vận hạn tuổi Canh Ngọ năm 2023, nữ mạng nếu gặp thiên la cảnh phòng ly cách phu thê, nhẫn nhịn để gia đình êm ấm. Chớ nên ghen tuông, to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to. Tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn thiên la khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm. Khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Hạn thiên la là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạn thiên la này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Thiên la được hiểu là lưới trời. Xét về sao thiên la, trong môn tử vi đẩu số, sao thiên la luôn được an cố định tại cung thìn. Cùng với địa võng, sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy, quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ, chấp hành. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. 4. Tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2024, nữ mạng theo vận niên thổ lộng nguyệt là thỏ vần trăng, báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc,
đến nay tự nhiên bản mệnh gặp may mắn giải quyết được nhanh chóng suôn sẻ. Thi cử dễ đoạt khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác thì bản mệnh được nhận vào chỗ tốt đang thiếu người. Trong năm này bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ngoài ra còn có tin vui hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên, về mặt tài chính thì trong năm nay bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm gặp vận niên thổ lộng nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng, ăn uống. Năm tuổi Canh Ngọ năm 2024 có phạm thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2024, có năm con giáp tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Mão sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi Thìn năm 2024, năm bản mệnh, năm tuổi, tuổi Thìn phạm trị thái tuế hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Mão năm 2024, tuổi Mão phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Tuất năm 2024, tuổi Tuất phạm xung thái tuế. Bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Sửu năm 2024, tuổi Sửu phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Tuổi Mùi năm 2024, tuổi Mùi phạm hình thái tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Như vậy, trong năm 2024 thì tuổi Canh Ngọ nữ mạng không phạm hạn thái tuế. 6. Tuổi Canh Ngọ năm 2024 có phạm tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3. Còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Canh Ngọ, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Canh Thân, Tân Dậu, Nhâm Tuất. Như vậy trong năm 2024, tuổi Canh Ngọ nữ mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi Canh Ngọ năm 2024 có phạm Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Kim Lâu thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim Lâu tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim Lâu lục súc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bàn sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì Kim Lâu. Tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm Kim Lâu. Cụ thể dư 1 phạm Kim Lâu thân, dư 3 phạm Kim Lâu thê, dư 6 phạm Kim Lâu tử, dư 8 phạm Kim Lâu lục súc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2024, tuổi Canh Ngọ nữ mạng là 35 tuổi phạm hạn tuổi Kim Lâu, Kim Lâu lục súc. Trong năm này bản mệnh không nên tiến hành xây nhà, sửa nhà. 8. Tuổi Canh Ngọ năm 2024 có phạm hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau, nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhị nghi, tốt làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng,
giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài. Tam địa sát, xấu tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân do giai đắc mệnh. Tứ tấn tài, tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia bất khả thành. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2024, tuổi Canh Ngọ nữ mạng là 35 tuổi âm không phạm hạn tuổi hoang ốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.